mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, câu 16 đến câu 20. Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: "Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người thầy đã chọn. Nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: kẻ đã cùng con chia cơm xẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu cho ơn thiên triệu, linh mục và tu sĩ nam nữ. Và chúng ta bắt gặp hình ảnh của một người thầy khiêm tốn cúi xuống rửa chân các học trò. Để rồi từ đây, Chúa Giêsu trao cho những ai muốn làm môn đệ Chúa một thông điệp: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Từ viễn cảnh đó, Chúa Giêsu dạy bảo cho người môn đệ Chúa hiểu biết về tinh thần phục vụ. Người hạ mình rửa chân cho các ông. Thầy Giêsu khiêm tốn cúi xuống rửa chân cho các tông đồ. Hơn nữa, đây còn là một Thiên Chúa cúi xuống với con người. Chúa Giêsu đã mang lại ý nghĩa đích thực cho hai chữ phục vụ. Phục vụ như một người tôi tớ, trọn vẹn cho tha nhân. Xin Chúa cho ngày càng có nhiều người đáp lại tiếng Chúa mời gọi, biết tích cực cộng tác với ơn Chúa để phục vụ anh chị em trong tinh thần yêu thương, với những con đường nên thánh phong phú. Cũng xin Chúa cho có những người sẵn sàng cộng tác với giáo hội trong việc vun trồng và chăm sóc ơn gọi. Amen.